xin mến chào của cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và sưu tầm bonsai cây cảnh trên cả nước à. Rồi hôm nay thì vườn của chị Thủy làm một cái clip ha, để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống dạo tự sắn để cho cô chú anh chị mình mua về, cô chú anh chị mình lấy giống cũng như có thể trồng lại cho Tết năm 2023 cô chú anh chị ha. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Rồi không là mất thời gian nữa mình nhờ gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi bà chủ ơi. Rồi dạ em xin chào cô chú bác anh chị em gần xa ha, để yêu thích mai vàng nha. À, em hôm nay em tạo lại kênh thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em mình những cây mai mà mai sắn ghép sắn tự nhiên ha, và những cây giảo và giảo thủ đức đế đẹp hơn cô chú anh chị. À, để cô chú anh chị mình sưu tầm về để mình chơi Tết năm 2023 và mình lấy giống đồ luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi không mà mất thời gian cô chú anh chị nữa thì em vào cây số 1. Mã số 1 nha cô chú anh chị. Mã số 1 là một cây sắn tự nhiên ạ. Rồi, đang đi đọt phát triển rất là tốt nè cô chú anh chị ha. Nó sắn rất là nhạt nha cô chú anh chị, toàn bộ nó sắn rất là nhạt nha. Rồi, thông số nha bà chủ. Ghép phơm mai tàn phong cao ha. Dạ, quanh tại điểm này là mình được 15 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ, chiều cao là mình được 86 ạ. Rồi. Tán ngang là mình được là 31 ạ. Rồi. Dạ, rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 800 ngàn thôi nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 2. Dạ, tiếp theo cây mã số 2 cũng là của cây sắn tự nhiên cô chú anh chị. Rồi. Gốc chùm chùm luôn cô chú, sắn chùm chùm luôn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn. Dạ, hoành thân tại điểm này là mình được là 14, yếu chút em tính 13 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ, chiều cao là 71. Rồi. Dạ, tán ngang là 35. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình chỉ là 750 thôi ạ. À. Rồi, 750 ha. 750 là mình có được một cây mai sắn tự nhiên hả cô chú anh chị. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo mã số. Mã số 3 nha cô chú anh chị. Cũng là rồi. Một cây sắn tự nhiên nữa ạ. Cây nè, phát triển ha, cây đang đi đọt xum xê luôn cô chú anh chị nha, ngon lành ha. Đây, quán rất là nhạt nha cô chú anh chị. Cây này củ đế nở hả cô chú anh chị. Rồi, nguyên củ đế nè. Dạ, hoành tại cây điểm này là mình được 13. Rồi. Dạ, chiều cao là 87 ạ. Rồi. Dạ, tán ngang là 25 ạ. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 800 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, 800 ngàn. Rồi, tiếp theo mã số 4. Tiếp theo mã số 4 cũng là một cây sắn tự nhiên nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Sắn rất là nhạt cô chú anh chị ha. Rồi. Dạ, hoành tại điểm này là được 14 ạ. Rồi. Dạ, chiều cao là 53. Rồi. Dạ, tán ngang là được 40 ạ. Dạ rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 700 ngàn thôi ạ. Rồi, mình đổi cây nha. Mã số 5 ạ. Rồi, mã số 5. Rồi, mã số 5 cũng là một cây sắn tự nhiên nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này thì em ghép nó cũng già mùa lắm rồi ha. Đang đi đọt nè cô chú anh chị ha, xum xê luôn. Quắn rất là nhạt ha. Rồi. Tại loại quắn nó thun vô không à. Dạ, hoành tại điểm này là được 13,5, em tính 13 nha. Rồi. Dạ, chiều cao là được 95. Rồi. Dạ, tán ngang là được 39. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 850 ngàn nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo mã số. Mã số 6 ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 6 cũng là một cây sắn tự nhiên nữa nha cô chú anh chị. Rồi, sắn rất là nhạt nha cô chú anh chị. Đây. Rồi. Cây đang phát triển, đang đi đọt, xum xê. Hoành tại điểm này là mình được 12,5, 11,5 em tính 11 ạ. Rồi. Dạ, chiều cao là 65 ạ. Rồi. Dạ, tán ngang là 36 ạ. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 750 thôi nha. Rồi, 750 ha. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo mã số. Tiếp theo mã số 7 ạ. Rồi, cũng là giả từ xoắn cô chú anh chị, cây này xoắn một chùm nè, xoắn rất là nhạt cô chú anh chị. Cây này thì xoắn này cô chú anh chị em mình cái phong nó cao ha. Cô rồi. Chú anh chị em mình mua về thì nó càng ngày càng thun nó thả xuống dài thì dầm thấy nó rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ, hoành tại điểm này là mình được 18, yếu chút xíu em tính 17 nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ, chiều cao là mình được 66. Rồi. Dạ, tán ngang là 36. Rồi.
Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 750 thôi nha cô chú anh chị. Rồi 750 ha. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 8. Tiếp theo là mã số 8, cũng là một cây xoắn tự nhiên nữa nha cô chú anh chị. Rồi, cây xoắn tự nhiên ha. Cái này chùm trên này thì nó bị hơi lơi, bị lơi rồi cô chú anh chị ha. Chùm trên ngọn bị lơi. Còn cái này nó cũng là rất là nhặt nha cô chú anh chị nha. Đây, nhưng mà bông nói chung là xoắn lơi, xoắn nhặt thì bông cũng rất là đẹp nha. Nè, xoắn nó nhặt nó thun chùm chùm nè cô chú anh chị thấy không? Rồi. Nó quanh thân được 13 rưỡi. Rồi. Có 7 12 rưỡi, em 12 rưỡi ha. À. Dạ chiều cao là mình được 102 ạ. À. Rồi. Dạ tán ngang là được 41 ạ. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 850 nha cô chú anh chị. Rồi 850. Mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo mã số 9. Dạ, mã số 9 cũng là một cây sắn tự nhiên đó nha cô chú anh chị. Rồi. Mình đang đi đọt xâm xê luôn cô chú anh chị ha. À, đang đi đọt nè. Tàn quắn rất là dễ thương ha. Dạ, hoành từ lên đây là được 14 nha cô chú anh chị. Rồi, hoành 14. Dạ, chiều cao là 90. Dạ, tán ngang là được 35. Rồi. Dạ, rồi, một cây này thì em xin giao lưu giúp cô chú anh chị em gần xa mình. Dạ, là 750 nha cô chú anh chị. Rồi, 750. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 10. Dạ, tiếp theo cây mã số 10 là một cây giả thu đất già mùa nha cô chú anh chị. Rồi, nguyên cái củ. Một cây liền thân liền cốt ha. Đó, cái củ và bộ đế rất là đẹp nha. Rồi. Cây tàn kẹo tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Thông số luôn. Dạ, cái chột nhánh ở trên đây là mình được có 9 ha. Rồi. Nguyên củ quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cái củ tròn này là mình được 22 nha cô chú anh chị. Rồi, 22. Cái dòng này thì củ tròn đưa lên để nêm dép dòng ha, bỏ đế rất là đẹp nha cô chú rồi, anh chị. Cái này sửa tàn rồi rất là đẹp rồi ha. Cái này thì em chỉnh sửa tàn rồi ha cô chú anh chị em, mình chỉ vô về là mình canh đọt thôi. Cái này em coi lại nó mới ra có một cây nha cô chú anh chị. Dạ chiều cao là được 94 ạ. Rồi. Dạ tán ngang là 79 ạ. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 1.700.000 là em bao phí ship cho cô chú anh chị em mình nha. Dạ rồi, 1.700.000 ha. 1.700.000 là mình có một cây mai thủ đức rất là già mùa ha. Rất là đẹp, chi cành đã rất là đều ha. Rồi, đổi cây nha. Rồi, mã số 11. Dạ, tiếp theo mã số 11 là một cây chảo thủ đức nữa nha cô chú anh chị. Dạ, cái củ quá đẹp luôn cô chú anh chị nha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Cái này thì cái cốt ghép nó bự hơn cây kia. Dạ, cái cốt ghép nó là được 12 rưỡi. Em tính 12 nha. Dạ, cái củ của nó với này là mình được 26 nha cô chú anh chị. Rồi, 26. Rồi. Dạ, chiều cao là mình được 79. Rồi. Dạ, tán ngang là mình được 72. Rồi. Cây này mình giao lưu nhiêu bà chỗ? Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 1.600.000 nha cô chú anh chị. Rồi 1.600.000 ha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 12. Dạ, tiếp theo mã số 12 cũng là một cây thủ đức già mùa nữa nha cô chú anh chị. Rồi, nguyên củ đấy rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi cho xin thông số luôn nha bà chủ. Quanh tại cái điểm cổ này là mình được 13. Rồi. Cái củ bộ củ rễ của nó là mình được 29 nha. Rồi. Chiều cao là mình được 82. Rồi. Tán ngang là mình được 63. Rồi. Dạ rồi, một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình chỉ 1.700.000 thôi ạ. À. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo mã số 13. Tiếp theo mã số 13 cũng là một cây thủ đức già mùa nữa nha cô chú anh chị. Củ dưới quá trời đẹp luôn cô chú anh chị ha. Cái này làm như y như một cái bình hồ lô luôn ha. Mà cây này có tương lai là cô chú anh chị em mình mua về tầm thì có thể tương lai là cây này lên xù ha. Cô chú anh chị em mình thấy rõ luôn ha. Rồi, thông số. Nó da cốc nó lên, da me lỗi hột đều hết rồi ha. Dạ, tại cái điểm ở dưới này là mình được 25
25 rưỡi, em tính 25 nha cô chú anh chị. Rồi. Và cái chột cổ nhỏ nó trên là mình được 10 rưỡi, em tính 10. Rồi. Chiều cao mình được là 101. Rồi. Sáng ngang là được là 80. Rồi. Dạ. Rồi một cái này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ 1.700.000 nha cô chú anh chị. À, 1.700.000 ha. Rồi, mình đổi cây nha. Rồi, tiếp theo mã số 14. Dạ, tiếp theo mã số 14 là một cây hoàng huyết long không vậy nha cô chú anh chị. Dạ, cái củ đế rất là đẹp không cô chú cái anh chị nha. Cái này thì mới cắt con lại, nó mới vừa đi có một cây đầu thôi nha cô chú anh chị. Mới vừa đi đặt chỉ mời một cây thôi. Giờ tới Tết là mình đi tới mấy cây nữa là cây này Tết là tàn mình là một ôm luôn. Rồi, tàn đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, nguyên củ đế rất là quái nè ha. Dạ, hoành tại điểm này là mình được 26 rưỡi, em tính là 26 nha. Rồi. Đây là em đo cái vòng tròn cũ của nó ha. Vòng tròn cũ nó là mình được 48 rưỡi, em tính 48 nha. Rồi. Chiều cao của cây là được 90 nha. Rồi. Tán ngang của cây là được 69 nha. Rồi. Rồi một cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ là 3.700.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi 3.700.000 ha. 3.700.000 là cô chú anh chị em mình có một cây mai hoàng huyết long mà hình dáng làm như một con khủng long luôn ha. Cô chú anh chị em mình nhìn thấy rất là đẹp nha. Rồi. Đẹp mắt và cây rất là khỏe đi đọt. Cô chú anh chị em mình về giờ tới Tết là cây rất là to luôn. Rồi cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị em gần xa đã yêu thương và đã ủng hộ em những clip vừa qua ha. Và em chân thành cảm ơn cô chú anh chị ạ. Và em xin nhắc lại số điện thoại của em nha. Số điện thoại của em là 0348322142 nha cô chú anh chị. Và em cảm ơn cô chú anh chị ạ. Và chúc cô chú anh chị một ngày làm việc thật là vui vẻ. Rồi, em cũng thay mặt cho chị Thị cũng như là kênh cảm ơn cô chú anh chị đã luôn theo dõi và ủng hộ chị Thị ha. Để trong quá trình quay clip có gì sơ suất mong cô chú anh chị cũng rộng lòng bỏ qua. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ạ.